Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em cái đĩa cắt gỗ thương hiệu của Hải Dương ha. Có kích thước là 7 inch, tương đương với 180mm. Và cái đĩa này thì hôm trước mình mua với giá là 159.000. Đây người ta ghi là lưỡi cưa gỗ Hải Dương 180, chất lượng dành cho công nghiệp. Bên dưới đây thì mình thấy người ta có giới thiệu thông số của nó là 180 × 2.2 × 1.4 × 40T. Nhân 25.4mm ha. Và bên dưới thì shop người ta cũng có quảng cáo là đầu KBE chất lượng cao, tốc độ cắt tăng 30-40% và tuổi thọ được cải thiện. Găng cưa được thiết kế mỏng, rồi hình dạng găng đặc biệt, rồi có lỗ thoát nhiệt, rồi găng mài mịn nữa nè. Đó, các kiểu. Và ở đây người ta ghi là cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng mô tả ha. Bên trong đây người ta sẽ có một cái lưỡi cắt nè. Ở ngoài nó sẽ đựng trong một cái lớp bọc nữa nha anh em. Rồi, và trên đây nó sẽ có thương hiệu của Hải Dương Industrial Warranty ha. Bên đây thì nó ghi có 40 găng nè, work, putting để cắt gỗ. Và anh em sử dụng để mình lắp vô mấy cái máy cưa đĩa ha. Đây thì nó có cảnh báo của nhà sản xuất nè. Cái đĩa này nó là 7 inch, tương đương với 180mm. Cái độ dày của cái lưỡi nó sẽ là 2.2mm. Và cái tốc độ cắt tối đa của nó sẽ là 8.500 vòng trên phút ha. Rồi, về ngoại hình tổng quan thì cái nước thép của nó nhìn rất là sáng nha nè. Trên đây thì nó tặng cho mình là một cái chuyển nè. Để ở đây mình đo thử xem coi nó là bao nhiêu nha. Cái này là 25.2 nè. Còn cái lòng trong ở đây thì nó sẽ là 19.7mm ha. Đó là cái lưỡi mới đó. Bởi vì ở đây nó sẽ có một cái lớp bảo vệ nè. Mình sẽ lột nó ra luôn. Bên đây thì anh em nhìn thấy cái lưỡi nè, cũng rất là sắc bén luôn ha. Bên đây cũng vậy luôn nè. Đó. Thì bên trong cái lưỡi này nó sẽ có mấy cái lỗ để nó giảm tiếng ồn nè. Ở đây cũng vậy luôn ha. Ở đây thì mình có một cái máy cắt gỗ thương hiệu của Detong nè. Đây mình cho anh em xem thông số ha. Cái mã của nó sẽ là DK185. Nó sử dụng điện là 2.2, tần số là 50Hz. Cái công suất tối đa của nó sẽ là 1.500W. Dòng tua là 600 vòng trên phút. Và sử dụng được cái đĩa 185mm. Cái đĩa của mình nó là 180 đó. Bởi vậy anh em lắp vô đây là ok luôn ha. Đầu tiên mình gỡ ốc ra nè. Rồi xong rồi mình cứ bỏ cái lưỡi nó vô thôi. Thì khi mà anh em lắp lưỡi đó thì anh em chú ý á, là trên đây nó sẽ có là cái mũi tên nè, nó sẽ xoay vậy nè, máy nó cũng vậy luôn, có cái mũi tên nó sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ, thì anh em lắp đúng là ok ha. Lắp cái miếng này lại rồi siết ốc lại thôi. Bên đây con máy của mình nó sẽ có một cái nút gạt, mình sẽ đè vô là cái máy nó sẽ tự động nó khóa chuột lại nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế xem coi cái đĩa này nó cắt như thế nào nhé. Và ở đây thì mình có một cái miếng dán ép cũ nè, và để mình cắt thử được coi sao nha anh em. Đây mình đã lắp vô cái máy rồi nè, lắp còi test thử ha. Do mình để ở trên cái này nè, nó nhẹ quá, bởi vậy nó hơi chuột xíu anh em. Đây là cái đường cắt của mình nè. Anh em nhìn thấy cái vết cắt của nó rất là liền lạc luôn ha. Ok, ngon lành anh em. Rồi, thêm đường nữa coi sao nha. Cố định này cho nó chắc lại nè, mình đẩy nó mới nhanh ha. Và đây là vết cắt của mình nè. Đó, cái này thì nó cắt dán ép rất là đẹp ha anh em. Đều gan luôn nè. Bên đây nè, anh em nhìn thấy rất là bén luôn ha. Ngon lành. Và tiếp theo ở đây thì mình có một cái miếng dán dầu nè. Cái này nó là gỗ tự nhiên. Thì bây giờ mình cắt thử coi sao nha anh em.
Rồi, và đây là những cái đường cắt của mình cắt được nè. Đó, anh em nhìn thấy ở đây nè. Wow. Rất là đẹp luôn ha. Ở đây cũng vậy nè, miếng nào thì nó sẽ nét miếng đó luôn ha. Đây nè, không có bà vớ anh em. Đó, rất là liền lạc luôn ha. Wow. Vừa cắt nhanh mà nó vừa cắt đẹp anh em. Rồi, quá ngon luôn ha. Và ở đây là cái khúc gỗ dầu rất là bự luôn nè. Này hình như là cái kèo nhà cũ anh em, rất là cứng luôn. Giờ để mình cắt coi như thế nào nha anh em. Ồ, cái này thì tại vì nó dày quá, bởi vậy cái lưỡi của mình nó vô không hết ha. Và khi mà anh em cắt gỗ dày á, thì ở bên đây nó có cái nút gạt nè, anh em cứ gạt lên. Rồi, mình đẩy cái này lên nè, cho cái lưỡi nó sát xuống dưới, rồi mình khóa nó lại. Rồi, và bây giờ cắt thử, coi coi được không nha. Wow. Anh em nhìn thấy nó cắt rất là ngọt luôn ha. Với cái lưỡi 180 này nè, em có thể cắt được mấy cái khúc gỗ bự này nè, thoải mái luôn ha. Thì qua bài test mình thấy cái lưỡi cắt này thật sự nó khá là xịn và làm việc cũng rất là hiệu quả luôn ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hút thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh mình nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui nha. Bye bye.